năm nay là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Thay cho các nhân viên của bóng đá phố miền Tây, tôi xin gửi lời chúc 20 năm trước ở Nhật Bản và Hàn Quốc, và là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới cũng diễn ra vào mùa đông. Và điều đó nó tạo ra một sự đặc biệt không bao rất nguy hiểm. Duy Quý đang có những ba hậu vệ đây. Sơ đồ ba hậu vệ đang là một trong những sơ đồ cực kỳ thịnh hành ở bóng đá thế giới. Và một không dành cho Duy Quý. Một hình ảnh chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi. Từ một cú tạt bóng từ phía ngoài vòng cấm, đội bóng bật cao đánh đầu và đánh bay được thủ môn của câu lạc bộ quán 50. Đội bóng tím cùng với một cầu thủ khác. Liệu có một tình huống dứt điểm tăng hay không? Tài gà không qua được hàng sầu. Quả đó ở tầm thấp và dĩ nhiên là không thể nào vượt qua được hàng sầu. Coi! Cực kỳ đáng tiếc. Ngày thi đấu cực kỳ thành công cho câu lạc bộ Phước Tượng. Đuổi đội bóng đi khai. Liệu đây có phải là một tình huống tổ chức phản công thành công dành cho câu lạc bộ tiếp hay không? Mở bóng ra đây, coi! Đây là thứ 76, dứt điểm, không vào! Chúng ta cùng đợi xem, liệu có một tình huống dứt điểm tăng hay không? Đó gần như là một đường chuyền, không vào! Lỗi VP rồi, tài gà. Xoay sở hoàn toàn có thể tung ra cú sút xa, không vào, vẫn vào. Quả bóng đã bất ngờ đội hướng và đi vào lưới. Xem lại tình huống vừa rồi, và chúng ta xem một cú nức của bóng của Sĩ Kiên. Đội chuyển ngược trở lại, đây là cầu thủ mang áo số 3, đó là Quách Nguyên. Quách Nguyên sút xa, bóng bay vòng dừng qua phía sau và không nên quá xa bóng, chưa được. Duy Quý có phần thu mình lại ở trong khoảng 10 phút gần đây nhất, và họ để cho cao thủ câu lạc bộ áo tím kiểm soát bóng tương đối nhiều và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tỷ cun nỗ lực của Mỹ Man City dứt điểm trên trái, không là Messi hay là Cristiano Ronaldo. Và cùng với đó là một trong những target man tiền đạo mục tiêu số 1 thế giới. Thì quả gió bóng có số được nâng lên hai một khi năng nổ từ đầu trận đến tới điểm hiện tại, và chúng ta xem lại tình huống này. Lại là tài cả các tiền vệ của câu lạc bộ quán 50 kiểm soát bóng quá tốt ở trong chân. Tình huống này khá nguy hiểm đây, người ta vẫn bàn ra kịp thời, nhưng đây là một tình huống dứt điểm, không vào. Là cao thủ xanh dứt điểm, không vào, coi! Hai đều! Đó của Phước Trần và tình huống đá bồi ghi bàn là của cầu thủ nào xoay. Ngày mà cả thế giới hướng về Qatar, hướng về châu Á của chúng ta. Lại có cơ hội phản công dành cho câu lạc bộ Duy Quý, coi dứt điểm, không vào. Muốn băng giờ khép góc tốt của thủ môn Nguyễn Anh. Mỹ Man City của thủ môn áo số 20 thì muốn cắt bóng tốt của Thanh Diễn. Lại một tình huống băng giờ nữa, vào goal. Nỗ lực xử lý chưa được. Mỹ Man City được chuyển lên là cục cầu thủ áo số 15, lại là cầu thủ Duy Quý của ta, ơi dứt điểm, không vào.
không có lỗi. Và đang là các cầu thủ câu lạc bộ quán 50. Tình huống dứt điểm từ xa. Có gì nguy hiểm cả. Tình huống tạt bóng rất nguy hiểm. Bắn vào. Xem lại pha bóng vừa rồi. Và quá thường là như vậy các bạn ạ. Pha tạt bóng này đi thẳng vào lưới. Tình huống tạt bóng đánh đâu? Không vào. Khá hay. Dứt điểm ở chân trái, không vào. Bước chuyền khá hay, liệu đây có vẫn là một cơ không? Vẫn còn dứt điểm và... Đó thật sự là một pha bóng rất đáng xem lại tình huống này. Quá đẹp các bạn ơi, bàn thắng này quá đẹp. Cao thủ câu lạc bộ kiếm họ gia tăng sức ép liên tục và hầu như là không cho các thủ Duy Quý họ có hy vọng vào việc có thể gỡ hòa ở những phút cuối cùng còn lại. Đột phá khơi căng ngang.